Xin hiệp thông cầu nguyện. Đức cha cố Gioan Bautista Bùi Tuần, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên, đã được Chúa gọi về vào lúc 3 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2024, hưởng thọ 97 tuổi với 69 năm linh mục và 49 năm giám mục. Tiểu sử Đức cha cố Gioan Bautista Bùi Tuần. Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần sinh ngày 21 tháng 1 năm 1927 tại Cam Lai, Thái Bình. Năm 1954 sang Hồng Kông tu học, đến ngày 2 tháng 7 năm 1955 chịu chức linh mục. Sau đó ngài tiếp tục sang Roma, Thụy Sĩ và Đức và nhận được bằng tiến sĩ triết học năm 1964, trở về Việt Nam làm giáo sư nhiều chủng viện tại miền này. Ngày 15 tháng 4 năm 1975, Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Long Xuyên với hiệu tòa Tabunia. Việc bổ nhiệm này là lễ tấn phong được cử hành vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đức cha Bùi Tuần là vị giám mục Việt Nam duy nhất được tấn phong vào ngày lịch sử này. Buổi lễ đã diễn ra trong bầu khí trầm lắng, không kèn trống, không đàn hát, không rước kiệu, không quay phim, không tiệc tùng, không diễn văn chúc mừng. Có lẽ không có lễ tấn phong giám mục nào lại đơn giản đến vậy. Ngày 30 tháng 12 năm 1997, Đức giám mục phó Gioan Bautista Bùi Tuần kế nhiệm giám mục Mikae Nguyễn Khắc Ngữ làm giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên, lúc đó 69 tuổi. Ngày 2 tháng 10 năm 2003, Đức cha Gioan Bautista được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II chấp nhận đơn từ nhiệm và nghỉ hưu tại tòa giám mục giáo phận Long Xuyên. Đức cha là một người rất yêu thích thơ văn và còn được biết đến là một nhà văn, nhà báo với nhiều tác phẩm được đăng và xuất bản. Nổi bật nhất là bộ sách Thao Thức gồm 5 quyển phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm 2007. Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần là người đã đồng thời phong chức linh mục và tấn phong giám mục cho Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần cũng là giám mục Việt Nam chủ phong cùng lúc cho hai vị tân giám mục là Giuse Trần Xuân Tiếu và Giuse Ngô Quang Kiệt. Kính xin quý cộng đoàn dân Chúa hiệp lời cầu nguyện cho Đức giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần mau sớm được hưởng vinh phúc nước trời. Amen. Cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần. Ngài đang trong cơn đau bệnh, xin Chúa thương nâng đỡ và thêm sức mạnh cho Ngài. Chúng con xin gửi tới quý cộng đoàn đôi nét thân thế thiếu thời và tiểu sử của Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần. Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần sinh ngày 24 tháng 6 năm 1928 tại Cam Lai, nay thuộc xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, thuộc giáo phận Thái Bình. Ngày sinh trên chỉ là ngày sinh trên giấy tờ. Trên thực tế, ngài sinh ngày 21 tháng 1 năm 1927. Thân phụ là ông cố Gioan Bautista Bùi Tuyển và thân mẫu là bà cố Maria Vũ Thị Tần. Ngoài người con trai Bùi Tuần theo con đường tu trì, ông bà thân sinh còn có người con làm linh mục khác là linh mục Gioan Bautista Bùi Châu Thi. Thời thơ ấu, cậu bé Bùi Tuần sống trong nghèo khó, hoàn cảnh song thân và nông dân và đều phải đi ở đợ. Thân phụ ông từng bị trói đánh ở đình, cũng như thân mẫu đã nhai gạo sống để cho các con ăn khi nước lũ dâng cao và họ phải sống trên mái nhà.
Giám mục Mùi Tuần sau này cho biết, thân phụ ông khuyên bảo ông tin tưởng vào Thánh Giuse và nhớ đến các người khó khăn, trong khi thần mẫu nhắc nhớ Mùi Tuần rằng luôn nhớ có Chúa trước mặt, cũng như lo cho lợi ích hội thánh trên lợi ích của gia đình. Năm 1954, khi Hiệp định Geneva được ký kết, Mùi Tuần được cho rằng cùng hàng vạn giáo dân miền Bắc quyết định di cư vào Nam sinh sống. Nhưng thực chất, thay vì đi vào miền Nam, trùng sinh Tuần sang Hồng Kông tu học tại trường dòng Đa Minh tại Hồng Kông. Trong thời kỳ là một thầy giảng, Bùi Tuần cho biết ông rất yêu thơ văn và mỗi ngày là một bài thơ định gửi cho Xuân Diệu. Ông cho rằng những quan sát khi làm thơ đã hỗ trợ cho ông trong việc học môn triết học. Hai, thời kỳ linh mục. Ngày 2 tháng 7 năm 1955, Gioan Bautista Bùi Tuần được thụ phong chức linh mục tại Hồng Kông. Ngày 15 tháng 4 năm 1975, linh mục Gioan Bautista Bùi Tuần được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Long Xuyên, hiệu tòa Tabunia. Ngày 17, giám mục Mikae Nguyễn Khắc Ngữ báo cho ông biết việc bổ nhiệm này và lễ tấn phong được cử hành vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Lễ chuyển chức giám mục của Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần do giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên Mikae Nguyễn Khắc Ngữ chủ phong. Giám mục Andre Paulin Emozac Mỹ phụ phong. Linh mục Anton Nguyễn Văn Thành và Giuse Trần Xuân Tiếu phụ giúp lễ. Số người tham dự chỉ có từng 100 người, phần đông là các linh mục và các chủng sinh, một số nữ tu và giáo dân. Buổi lễ diễn ra trong bầu khí trầm lặng, không kèn trống, không đàn hát, không rước kiệu, không quay phim, không tiệc tùng, không diễn văn chúc mừng. Có lẽ ít có một lễ tấn phong giám mục nào lại đơn giản đến vậy. Nhắc nhớ về ngày lễ này, giám mục Bùi Tuần bồi hồi: lẽ ra là một ngày quan trọng nhất của đời người, nhưng lại là ngày số phận run rủi đã đẩy tôi vào trước họng súng. Hôm đó, lực lượng quân cách mạng ập vào nhà thờ, chĩa súng vào người tôi, dọa bắt tôi và kết án tử hình. Họ cho tôi 3 phút suy nghĩ trước khi họ hành động. Bỗng đức tin lại trỗi dậy trong tôi. Tôi tin những việc làm của tôi không có gì lỗi. Tôi không phải là người phản bội dân tộc. Người cắm lá cờ giải phóng đầu tiên trên nóc nhà xứ Long Xuyên trước lúc quân giải phóng tiến vào nhà thờ là tôi. Ông còn bị nghi ngờ là do CIA đưa vào Việt Nam chống phá chính quyền. Nhưng sau khi đọc các bản ghi của ông kêu gọi đồng bào giáo xứ không hợp tác với người nước ngoài, vận động các gia đình có người thân đi theo quân đội và chính quyền Việt Nam ra đầu thú, kêu gọi đồng bào ủng hộ giúp đỡ chính quyền cách mạng, nên việc tra xét trở nên dịu nhẹ hơn. Khi qua Roma đưa thư chung năm 1980 và lưu lại tại đó, Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chia sẻ với giám mục Bùi Tuần: tòa thánh có dự định đưa đức cha về Sài Gòn làm phụ tá, dự phòng cho tương lai phức tạp. Sau một thời gian cân nhắc, tôi đã trình với tòa thánh là theo tôi dự kiến đó không thích hợp. Vì lý do sức khỏe, đức cha nên ở lại Long Xuyên, vừa sẽ có lợi cho hội thánh, vừa sẽ có lợi cho tất cả đất nước. Tòa thánh đã đồng ý rút lại dự định. Vậy là ông đã từng được tòa thánh chọn làm người phụ tá cho tổng giám mục Bình, nhưng sự việc không thành. Ngày 30 tháng 12 năm 1997, giám mục phó Gioan Bautista Bùi Tuần kế nhiệm giám mục Mikae Nguyễn Khắc Ngữ làm giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên. Bùi Tuần là giám mục đã phong chức linh mục vào năm 1991 và giám mục vào năm 1999.
cho giám mục chính tòa giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng. Giuse Ngô Quang Thiện, người mà đến năm 2005 trở thành tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội. Ngoài ra ông cũng là giám mục Việt Nam chủ phong cùng lúc cho hai vị tân giám mục là Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên, và Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 2 tháng 10 năm 2003, giáo hoàng Gioan Phaolô II chấp nhận đơn từ nhiệm của đức giám mục Bùi Tuần, giám mục Tuần nghỉ hưu tại tòa giám mục giáo phận Long Xuyên. Giáo hoàng xác nhận việc giám mục phó Long Xuyên Giuse Trần Xuân Tiếu kế vị giám mục Tuần giữ chức giám mục chính tòa. 3. Thời kỳ hưu dưỡng. Ngày 30 tháng 4 năm 2007, giáo phận Long Xuyên mừng thượng thọ Bát Tuần 32 năm giám mục cho giám mục Bùi Tuần, cũng như cho ra mắt bộ sách Thao Thức gồm 5 tập của giám mục Bùi Tuần, hơn 300 khách mời, đại biểu ban tôn giáo, mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang, Cần Thơ, các linh mục cựu chủng sinh Long Xuyên đã tham dự. Ngày 30 tháng 4 năm 2014, tại nhà Nguyệt Tô Ma, tòa giám mục Long Xuyên, diễn ra lễ tạ ơn cầu nguyện cho giám mục Bùi Tuần và cho giáo phận Long Xuyên. Nhân dịp kỷ niệm 39 năm giám mục Bùi Tuần được phong chức giám mục, lễ do giám mục chính tòa Giuse Trần Xuân Tiếu chủ tế, có sự hiện diện dự lễ của giám mục Bùi Tuần, đồng tế với giám mục Tiếu là tân giám mục phụ tá Giuse Trần Văn Toản và một số linh mục từ tòa giám mục và nhà thờ chính tòa. Ngày 2 tháng 7 năm 2015, giáo phận Long Xuyên kỷ niệm 60 năm linh mục cho đức giám mục Bùi Tuần. Chủ tế là giám mục chính tòa giáo phận Phan Thiết Giuse Vũ Duy Thống, đồng tế có giám mục Tuần, các giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu và Giuse Trần Văn Toản và khoảng 30 linh mục và thân nhân, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Ngày 9 tháng 1 năm 2016, giám mục phụ tá Long Xuyên Trần Văn Toản đã đến giáo xứ Tân Thành để chủ sự lễ cầu nguyện cho cha mẹ giám mục Bùi Tuần. Nhân lễ bốc mộ, bản thân giám mục Tuần gửi thư chia sẻ tâm tình mình về cha mẹ của mình, cũng như gửi lời cảm ơn đến giám mục Toản. Như mọi hoạt động thường niên năm 2016, cũng nhân dịp kỷ niệm lễ tấn phong giám mục của giám mục Tuần, sáng ngày 30 tháng 4, giáo phận Long Xuyên tổ chức kỷ niệm 41 năm giám mục do giám mục chính tòa Trần Xuân Tiếu chủ sự. Đồng tế có giám mục phụ tá Trần Văn Toản và đông đảo các linh mục.